Nữ chính Quỳnh búp bê Phương Oanh gây sốc với gương mặt dao kéo bị ví như búp bê hư. Nữ diễn viên Phương Oanh khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ với gương mặt đơ cứng sau khi can thiệp quá nhiều biện pháp dao kéo. Cô nàng vốn dĩ đã sở hữu nhan sắc tự nhiên xinh đẹp nên hình ảnh này phần nào khiến người hâm mộ thất vọng. Diễn viên Phương Oanh, người thủ vai Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên gây sốt thời gian qua, đã nhận được rất nhiều sự mến của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và thu hút. Bên cạnh đó, nhan sắc vượt trội của Phương Oanh cũng giúp cô ghi điểm với công chúng. Thế nhưng bản thân cô nàng có lẽ lại cảm thấy nhan sắc của mình chưa đủ đẹp nên quyết định thực hiện một cuộc trùng tu nhan sắc gồm cắt mí, sửa mũi và làm mặt vờ lai. Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ dường như đi ngược lại hoàn toàn những mong đợi của nữ diễn viên. Trong một sự kiện gần đây, Phương Oanh xuất hiện với khuôn mặt sưng phù và làn da kém mịn màng. Từ đó, cô đã thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi diễn viên Quỳnh búp bê vốn đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa, việc đụng chạm dao kéo khiến gương mặt cô trở nên cứng đơ, không có cảm xúc và đánh mất đi vẻ đẹp riêng biệt của mình. Trước những ý kiến thất vọng của hầu hết người hâm mộ, Phương Oanh đã chia sẻ, thông thường một gương mặt sau khi phẫu thuật sẽ mất 2-3 tháng mới có thể hoàn thiện và 6 tháng mới trông thật hoàn hảo. Tôi tin rằng sau khoảng thời gian này, khi các nét trở nên hài hòa, mình sẽ không khiến mọi người thấy thất vọng hay xa lạ vì diện mạo mới. Một ý kiến cho rằng Quỳnh búp bê đã thành Quỳnh búp bê hư rồi. Nhiều người bày tỏ nhớ thương vẻ đẹp xưa của Phương Oanh. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ một câu chuyện hài hước lên trang cá nhân về việc bạn diễn chung trong bộ phim Quỳnh búp bê thậm chí không nhận ra cô và vô tình khen cô xinh hơn trước kia. Cách nhìn của anh bạn diễn này ngược lại hoàn toàn với ý kiến khán giả. Mong rằng sau 6 tháng người hâm mộ sẽ nhận thấy được một Phương Oanh thực sự đẹp hơn. Tuy nhiên, dù có đẹp hơn thì nó cũng là vẻ đẹp đại trà, chứ không phải sự mặn mà riêng biệt của nữ diễn viên sinh năm 1989 nữa. Bất ngờ với gia thế khủng nhất nhì Cần Thơ của bà xã Hoàng Mập, nhà vợ giàu nức tiếng xứ Cần Thơ khiến Hoàng Mập vướng tin đồn dựa hơi vợ. Hoàng Mập cưới vợ hơn 20 năm nay và có hai cô con gái xinh xắn. Anh thường gọi vợ với cái tên thân mật là bà Dung. Mỗi lần đến phim trường, Hoàng Mập sốt sắng tiếp đón khách mời, còn chị lẳng lặng làm công việc hậu trường. Hỏi chuyện chị Dung, chị cười hiền, nói mình không biết nói chuyện, cũng không rành xô bích, nên có gì cứ hỏi chồng. Nói xong chị lại quay vào đốt thúc chuyện bếp núc và hàng trăm công việc không tên khác. Nhà vợ tôi mới là đại gia, còn vợ tôi rất bình thường. Giới xô bích chuyện tay nhau Hoàng Mập lấy vợ đại gia, nên mới có tiền mở hãng phim. Làm bao phim vẫn không sợ lỗ. Nghe chuyện này diễn viên hài bật cười khanh khách, anh nói người ta đồn nhiều lắm. Nhưng nhà nội vợ mới thật sự là đại gia, giàu có nổi tiếng ở tỉnh, chỉ cần nghe tên ai cũng biết. Họ ở nhà hàng $100,000, đi xe vài chục tỷ, còn vợ chồng tôi tích góp từ hai bàn tay trắng. Ngày xưa tôi chạy xô dày đặc, làm bao nhiêu đem về cho vợ giữ hết, người ta nói gấp gió thành bão. Nhờ tài quán xuyến của vợ nên vợ chồng mới có điều kiện kinh doanh hãng phim như bây giờ, anh kể. Nhà vợ có danh thế, nhưng Hoàng Mập tự tin nói, anh không bao giờ ngửa tay xin xỏ hay nhờ giúp đỡ. Khi nào tôi làm phim có thua lỗ, lúc đó mới tính đến chuyện vay vốn nhà vợ, Hoàng Mập hài hước nói. Cũng vì chuyện nhà vợ giàu có, sở hữu biệt thự khủng ở Cần Thơ, là một vài người trong showbiz mới lan truyền những tin đồn thất thiệt. Không ít người cạnh khóe, nói anh sống dựa nhà vợ, nghe đủ mọi thông tin không hay, anh chỉ cười cho qua vì không muốn tranh luận hay ganh đua với đời. Hoàng Mập nói anh bị bệnh tim, bác sĩ dặn phải cẩn thận, không được tức giận, làm bệnh tình chuyển biến xấu. Thế nên nhiều năm nay anh sống lạc quan, bỏ qua mọi hỉ nộ ái ố để tập trung vào công việc và gia đình. Anh mới tậu biệt thự ở Đồng Nai để gia đình có chốn nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào nơi phố thị, để có căn nhà cổ. Vợ chồng anh chuẩn bị từ nhiều năm nay, mọi thứ đều do vợ chồng gom góp săn lùng, mua từng thứ một. Vợ tôi đẹp nết, thiên kim tiểu thư cũng không bằng. Hoàng Mập không giấu về vẻ tự hào, anh tâm sự. Nhiều người suy nghĩ tại vợ giàu có, nên nó mới cưới, con đó nghèo dễ gì nó lấy. Nói thế oan cho tôi và vợ quá, vì bà Dung rất tốt người và tốt nết. Chưa chắc tiểu thư đài cát hoặc một cô gái nghèo mà có đức tính đảm đang như vợ tôi. Tôi tu 9 kiếp mới gặp được cô ấy, hoặc cô ấy tu 8 kiếp rồi còn một kiếp mắc đọa mới gặp tôi.
Anh kể mình làm bao nhiêu tiền, bà xã đều biết cách sinh lợi trên số tiền đó. Vợ anh cũng không đua đòi ăn diện, chỉ biết lo cho chồng con, biết liệu cơm gắp mắm, biết thun vén trong ấm ngoài êm. Anh nói, chưa bao giờ vợ hỏi sao tôi đi làm về muộn hoặc xô này sao nhận ít tiền. Tiền tôi đưa vào chỉ biết thế và nhận mà không hỏi một lời. Tôi chưa bao giờ biết két sắt nhà mình là số mấy. Tôi tin tưởng vợ mình đến mức không biết trong nhà mình hiện có bao nhiêu tiền. Mỗi khi muốn làm một dự án tôi hỏi vợ, mình đang cần số tiền này, nếu có tôi làm, không thì tôi cày cuốc thêm cho đủ. Bà vợ như vậy tốt hơn người vợ bỏ tiền ra cho mình lập hãng phim. Gần một năm nay vợ tôi mày mò lên mạng xem tin tức về giới showbiz, chứ trước đó không hề quan tâm đến công việc này của chồng, anh kể với vẻ tự hào. Việt Hương tự nhận là vợ bé của Hoàng Mập. Hoàng Mập và Việt Hương là bạn bè thân thiết. Họ học cùng khóa 18 trường cao đẳng Xuyên Khóa lúc bấy giờ. Nhưng khác lớp, anh kể ngày cô bạn thân nổi tiếng, mọi người hay than phiền vì tính chảnh chọe, nhưng có một biến cố lớn Việt Hương gặp tai nạn xe, mọi người trong đoàn đều chấn thương, riêng chị lành lặn, từ đó nữ danh hài, hải ngoại hiền lành và lành tính. Tình bạn của cả hai thân đến mức Việt Hương tự nhận là vợ bé của Hoàng Mộc, còn chị Dung là vợ lớn. Quần áo của nam diễn viên mặc đều do Việt Hương mua vì size lớn chỉ có nước ngoài bán, trong nước không có cỡ vừa. Mỗi lần nhà Hoàng Mập có đám tiệc, chị Dung do nấu nướng, trông coi mọi thứ, còn Việt Hương lo tiếp đãi khách khứa. Chú rể 26 tự dành dụm tiền tặng vợ 62 tuổi quà 20 tháng 10 là kim cương. Chú rể 26 tuổi Triệu Hoa Cương tặng vợ Thu Sao quà đặc biệt ngày 20 tháng 10. Anh tiết lộ vì tên Cương nên đã tặng vợ một viên kim cương đính vào răng để thể hiện tình yêu vĩnh cửu. Trong ngày 20 tháng 10, rất nhiều chị em đã nhận được những món quà ý nghĩa từ những người đàn ông đặc biệt của mình. Bên cạnh đó, cũng có không ít người tò mò về món quà mà người chồng 26 tuổi tặng vợ của mình nhưng ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Chia sẻ với báo, anh Triệu Hoa Cương cho biết, anh đã quyết định dành tặng vợ món quà đặc biệt nhưng ngày 20 tháng 10. Tôi và vợ đều đang ở Hà Nội để chờ vợ làm đẹp xong. Chính vì thế tôi đã ấp ủ ý định tặng vợ món quà đó là đính viên kim cương vào răng của vợ. Xin phép cho tôi không tiết lộ số tiền vì đó là tiền mà tôi dành dụm muốn tặng vợ món quà ý nghĩa nhất nhân ngày đặc biệt, anh Triệu Hoa Cương cho biết. Cũng nói về ý nghĩa khi đính viên kim cương vào răng của vợ, người chồng này tiết lộ, thật ra ý nghĩa của món quà này cũng đơn giản lắm. Tôi tặng vợ viên kim cương gắn vào răng là bởi tôi tên Cương nên tặng vợ kim cương như thể hiện tình yêu vĩnh cửu mà thôi. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên khi nhận được món quà từ chồng, người vợ 62 tuổi bày tỏ, thật sự tôi biết 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Từ sáng có hỏi chồng có tặng cho tôi món quà gì không, nhưng chồng không nói gì. Đến chiều chiều cũng không thấy gì thì tôi đã thất vọng lắm rồi. Ai ngờ đến chiều tối chồng dẫn đi đến một thẩm mỹ viện, rồi bảo lên tầng 2. Tôi có hỏi chồng lên tầng 2 làm gì thì chồng bảo vợ cứ lên đi. Khi lên thì chồng bảo tặng vợ viên kim cương gắn vào răng. Chị Thu Sao cũng chia sẻ thêm, tôi thật sự bất ngờ, không biết chồng còn dành cho tôi những bất ngờ nào khác nữa, nhưng tôi thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Được biết, những ngày gần đây, chị Thu Sao đã tiến hành làm đẹp da, khiến gương mặt trẻ được ví như thiếu nữ. Gương mặt của chị sau khi làm đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và sau quá trình chỉnh sửa nhan sắc, chị Thu Sao và chồng sẽ quay trở về Cao Bằng để tiếp tục các công việc thường nhật. Biến mất khỏi showbiz đã lâu, Kevin Khánh và Khởi My bất ngờ khoe ảnh hạnh phúc tại Hàn Quốc. Kevin Khánh và Khởi My tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ trước những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai khi đang du lịch tại Hàn Quốc mới đây. Mới đây, Kevin Khánh Khởi My tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi bất ngờ trước những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của cả hai khi đang đi du lịch tại Hàn Quốc. Dù đã lấy nhau được một năm, nhưng cặp đôi vẫn giữ phong cách nhí nhố có phần bá đạo của mình trong cuộc sống gia đình. Người hâm mộ của Kevin Khánh và Khởi My lại tiếp tục có dịp phấn khích trước những hành động lãng mạn dành cho nhau của cả hai. Sau khi kết hôn cách đây một năm, Kevin Khánh Khởi My dừng mất hút khỏi làng giải trí, chủ yếu dành thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh gia đình nhỏ. Bên cạnh việc các hoạt động âm nhạc hiếm hoi, hai vợ chồng trẻ lại thường xuyên khoe những hình ảnh đi phượt cùng bạn bè và cuộc sống đời thường đáng yêu của mình. Kevin Khánh Khởi My đã có 4 năm hẹn hò trước khi kết hôn. Vào năm 2013, Kevin Khánh lần đầu sánh đôi cùng Khởi My trong MV Gửi Cho Anh. Sau đó cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều chương trình truyền hình và hoạt động âm nhạc.
Dù từng nhiều lần bị người hâm mộ đưa ra bằng chứng hẹn hò, nhưng Kevin Khánh và Khởi My vẫn im lặng và chưa từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ. Vào ngày 23 tháng 11, Kevin Khánh, Khởi My bất ngờ tuyên bố chính thức về chung một nhà, khép lại khoảng thời gian 4 năm bí mật bên nhau với một hôn lễ lãng mạn với sự tham gia của bạn bè và nghệ sĩ thân thiết. Sau khi kết hôn, Kevin Khánh, Khởi My đã có nhiều lần khiến người hâm mộ ghen tị trước những hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào. Khi chính thức về chung một nhà, cả hai liên tục tố cáo những tật xấu của nhau với người hâm mộ và thường xuyên khoe những khoảnh khắc nhí nhố vốn đã trở thành thương hiệu của hai nghệ sĩ này trong làng giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh đời thường, người hâm mộ Kevin Khánh, Khởi My vẫn luôn hy vọng sẽ có thể nhìn thấy cả hai xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc trong một thời gian tới, và đặc biệt là tin vui có thêm thành viên mới trong gia đình nhỏ sẽ nhanh chóng được thông báo đến khán giả. Trấn Thành lặn lội sang Mỹ làm điều này cho Đàm Vĩnh Hưng sau khi đàn anh xấu hổ xin lỗi. Sau những sự cố không mong muốn trong bữa tiệc sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Trấn Thành đã dành tặng cho đàn anh một món quà vô cùng ý nghĩa. Tiệc sinh nhật hàng năm của Đàm Vĩnh Hưng luôn có những ý tưởng và độ hoành tráng. Vào tối ngày 2 tháng 10, anh làm dạ tiệc sinh nhật sắc màu với sự góp mặt với dàn sao khủng của Vbiz. Tuy nhiên, có những sự cố ngoài ý muốn khiến Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy buồn và xấu hổ. Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến các khách mời về những sự cố không đáng có, đặc biệt là việc Harry Won bị đổ nước ngọt lên người trong tiệc sinh nhật của anh, khiến anh tuyên bố sẽ không tổ chức sinh nhật trong 2 năm tới. Sau khi đàn anh lên tiếng về sai sót, Trấn Thành cũng bày tỏ sự thông cảm và mong dư luận đừng làm lớn câu chuyện. Mới đây, trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt đã đăng tải một loạt hình ảnh nhận quà sinh nhật từ Trấn Thành trong hậu trường tập duyệt cho một đêm nhạc ở xứ sở cờ hoa, kèm dòng chia sẻ: "Cảm ơn bé Xin và bé Harry, phát quà sinh nhật từ Việt Nam sang Mỹ để tặng đại ca, thương quá." Ông Hoàng Nhạc Việt tỏ ra phấn khích với món quà được tặng. Trấn Thành lặn lội sang tận Mỹ để tặng quà cho đàn anh sau những sự cố không may trong bữa tiệc sinh nhật. Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng là những người bạn khá thân thiết với nhau ở ngoài đời thường. Những sự kiện quan trọng của đàn anh đều có sự hiện diện của vợ chồng A Xin.